Chương trình Một Tách Trà với Amin xin kính chào quý vị. Một Tách Trà là chương trình gửi đến tất cả quý vị những giây phút thư giãn, ôn cố tri tân, nhớ về sư cũ và học hỏi thêm điều mới, nhưng luôn luôn có nụ cười ấm áp bên tách trà. Chương trình Tách Trà hôm nay với sự hiện diện của khách mời, cô là một dược sĩ, đồng thời cũng là một tư vấn viên chuyên về tâm lý đời sống, đặc biệt là về sức khỏe tinh thần. Mời quý vị cùng với Amin chúng ta gửi lời chào đến cô. Chào Cindy. Cindy xin chào chị Amin và Cindy xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Vâng, thưa Cindy và thưa quý vị, thường thường đó, người ta hay nghĩ tới những cái điều kỳ diệu, những cái điều mà người ta không thể nghĩ rằng nó xảy ra mà nó lại xảy ra. Và chúng ta hay gọi đó là phép màu. Và với vấn đề tôn giáo, vấn đề tâm linh thì không ai có thể phủ nhận phép màu. Nhưng phép màu ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến là trong tâm lý học. Bởi vì khi mà nói chuyện với người tâm lý, những gọi là chuyên môn về sức khỏe, tinh thần, một tâm lý viên như thế này, là chúng ta phải chắc chắn tìm hiểu tại sao có người cả đời không thấy phép màu, nhưng suốt một cuộc đời cho tới lúc ra đi cũng đều mong mỏi được gặp phép màu. Ai ai cũng muốn được có phép màu. Thực ra phép màu hay không á, là do cái nhìn của mình, cái perception của mình. Cindy rất là thích có một cái câu nói của thầy của mình. Thầy của Cindy có nói là "You can live your life as if everything is a miracle or nothing is a miracle." Phải không? Có nghĩa là mình có thể sống cuộc đời của mình với hai cái lựa chọn. Một là tất cả mọi thứ đều là phép màu, hoặc là không có gì là phép màu cả. Thì nó cũng là do cái sự nhìn thấy của mình thôi. Nếu như mà mình tập một cái thói quen trân quý, appreciation, thì có phải là chỉ cần mình thở thôi là mình cũng đã thấy nó là phép màu rồi. Huống chi là mình có những cái điều kiện của hạnh phúc chung quanh, thì mình đã có quá nhiều phép màu trong cuộc đời của mình. Nếu mình so sánh mình với lại những cái người không có chân, không có tay, thì có phải đôi chân của mình là một phép màu, có thể đi được là một phép màu. Những cái ngày mà mình phải nằm ốm trên giường không ăn được, và khi mình có thể thức dậy và mình ăn và mình có thể sinh hoạt được, thì đó không phải là phép màu ạ. Còn khi mà mình cảm thấy không có gì là phép màu cả, thì cái đó, đó là nó hướng về cái nội tâm của mình. Cái nhìn của mình là dựa trên cái tâm trạng của mình. Nếu như mà mình nhìn mọi thứ nó đều là bất tội nguyện, không có cái gì là nó đi theo đúng của mình cả. Mình mong muốn cái người chồng phải như vậy, nhưng mà anh ta được có hết tất cả các thứ khác, nhưng chỉ không được cái phần này của mình thôi. Thì mình nhìn nó là một cái khiếm khuyết, là một cái không có vừa ý của mình. Thì có phải là cái người chồng nó không phải là phép màu của mình, mà là anh ta là một cái điều khiếm khuyết trong cuộc đời của mình. Nếu như mà mình đi học và mình mong ước ra trường sẽ có việc làm rất là tốt đẹp, sẽ có những cái bước tiến trong xã hội, nhưng mà nó không có ra giống như mình muốn, thì vậy thì mình phải coi lại coi cái phép màu là gì. Cindy có quen một cái người mà he là magician. Magician là cái người mà ảo thuật gia đó. Thì he có nói như vậy nè, magic là gì? Magic nó giống như là miracle vậy không? Vậy thì phép màu, magic nó là cái gì? Nó là cái kết quả của cái sự làm việc liên tục, cố gắng liên tục của một người nào đó mà người bình thường sẽ không làm như vậy. Thì có phải là cái người đó đó, họ tạo ra cái magic và họ tạo ra cái phép màu trong cuộc đời của họ không? Đúng vậy, những gì Cindy nói là nhiều người mà họ về tâm lý, phân tâm học, họ cũng phân tích phép màu là như tương tự như những gì mà Cindy vừa nói với quý vị. Còn riêng An Miên thì An Miên thấy là tin vào phép màu, nó có một cái điều không biết có nên gọi phép màu hay không, nó thú vị lắm thưa quý vị. Chẳng hạn như An Miên không phải là người bên Thiên Chúa Giáo, nhưng mà đặc biệt ngay từ còn nhỏ An Miên đòi bố là phải cho giúp cho An Miên làm một cái hang đá bé bé. Và bố An Miên rất là thương con vì An Miên nhỏ nhất, thành ra ông làm một cái hang đá rất là bé, rất là dễ thương. Và cả nhà An Miên là theo đạo Phật, mà cứ An Miên tới mùa Giáng sinh là đèn ngôi sao rồi hang đá cái chớp chớp trong phòng với trên sân thượng đó. Và không hiểu tại sao
An Miên lại cầu nguyện và An Miên nghĩ rằng năm nào cũng mùa Giáng sinh An Miên đều có thấy một phép màu rất là màu nhiệm đối với An Miên. Cho nên khi mà nói tới phép màu, An Miên mới nghĩ là thì ra là tâm lý của An Miên là An Miên thích một cái gì đó giống như là một vì sao rớt xuống cho mình, hay một cái gì đẹp đẽ, hay là một thiên thần, hay là những cái ánh đèn Giáng sinh, là An Miên cảm thấy nó là phép màu. Bởi vì sao? Bởi vì An Miên cảm giác cái mùa Giáng sinh năm nào cũng vậy, An Miên cảm giác An Miên thay đổi hoàn toàn. Và anh bây giờ già rồi, thưa quý vị, cứ 60 tuổi đầu rồi mà cứ Giáng sinh là An Miên lo hả 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 là lo, nghĩa là đèn rực rỡ. Và An Miên cảm giác là những ánh đèn đó nó rất là ấm áp, nhất là trong đêm tối khi mà quý vị đi đâu về đó, về tới căn nhà của mình thấy đèn ở ngoài sáng lên. Mọi lần đâu dám để đèn sáng đâu, chỉ có mùa Giáng sinh thôi. Thì tự nhiên mình cảm giác như là ai đó đang chờ đợi mình, cái gì đó nó ấm áp vô cùng. Và An Miên cảm giác nó màu nhiệm lắm. Đối với An Miên đó là phép màu. Còn khi mà nói chuyện với những người tâm lý, họ nói rằng tại sao con người ta lại trông mong ở phép màu, là bởi vì con người ta thiếu một cái gì đó, cần một cái gì đó, hoặc là kỳ vọng, ước vọng nhưng mà không có, cho nên người ta phải hy vọng vào phép màu. Và đôi khi những cái ước vọng, những cái kỳ vọng của mình đó nó thành sự thật, thì người ta lại có cảm giác là phép màu có tồn tại. Dạ vâng, Cindy luôn nghĩ là mình cần một cái phép màu xảy ra trong cái lúc mà mình tuyệt vọng nhất. Có nghĩa là mình dùng lý trí, mình dùng sự đánh giá, dùng khả năng của mình đó, là mình biết được là nó không thể nào mình có thể làm được cái việc đó. Nhưng mình vẫn trong cái giây phút mà mình tuyệt vọng nhất á, thì mình hướng về một cái con đường tâm linh của mình để mà mình cầu mong, mình pray á, là mình cầu nguyện á, để cho một cái phép màu nào đó nó xảy ra. Nhưng có nhiều trường hợp á, nó xảy ra thật là vì á, khi cái năng lượng của mình mà hướng về một cái lời cầu nguyện á, đó là năng lượng lành, nó là một cái năng lượng của sự cho đi, và nó không có còn là một cái sân hận giận dữ ở trong đó. Nó là cái lúc đó cái cảm giác của mình á, là cái cảm giác của rất là devoted, là mình dịch là như thế nào vậy? Là mình rất là devoted, tức là mình, nghĩa là mình bỏ từ cái devoted. Dĩ nhiên là ai cũng nghĩ devoted tức là tôi cống hiến, tôi hy sinh, nhưng mà thực ra cái devoted này tức là mình dồn hết tất cả những cái năng lượng của mình, những cái khả năng của mình dồn hết cái sự tập trung, cố gắng của mình đó, vào cái lời nguyện đó. Mình không còn bỏ hết những cái tâm, mình không còn ở trong cái trạng thái của negative, là những cái tâm trạng xấu. Thì khi cái năng lượng đó nó tiếp xúc với lại những cái năng lượng nó cao cả hơn, là năng lượng của từ bi, lòng xót thương, mình thấy là Chúa vì sao là tới để mà giúp mọi người, cũng là từ cái năng lượng từ bi, muốn giúp đỡ cho tất cả các con chim của mình. Đức Phật vì sao cũng là cứu khổ và ra những cái con đường để mà diệt khổ, là vì cũng là năng lượng từ bi. Các vị mà theo Phật Bà Quan Âm á, thì đây là một cái đấng là đại từ đại bi, đúng không ạ? Là đại từ đại bi là vì cái từ tình thương đó cho nên á, những cái năng lượng này mình đã biết là nó vibrates ở những cái làn sóng rất là cao, trên 700 hertz. Thì khi mà mình tiếp cận cái message mình gửi ra, mình tiếp cận với lại những cái năng lượng này, thì những cái năng lượng này á, nó neutralize, là nó dung hòa được chính cái từ trường của chính mình. Nhưng nó phải cần có một thứ nó gọi là điều kiện để cho cái miracle hoặc là cái nhiệm màu nó xảy ra. Vì thiếu điều kiện á, là cũng không được. Có nghĩa là tâm này là cái nhân của mình á, là cái suy nghĩ của mình là cái nhân, nó được tạo ra, rồi nó phải kèm theo cái điều kiện là những cái làn sóng chung quanh mình á, nó tiếp cận và đầy đủ cái nhân duyên ở trong trời đất đó, thì nó mới ra được cái quả mà mình gọi là miracle. Trong cái cuộc đời của chúng ta, là Cindy tin chắc á, là ai cũng đã từng có một cái gọi là miracle đến với mình, đúng không? Chính bản thân Cindy cũng cảm thấy là mình có nhiều cái phép màu xảy ra với mình mà cho tới hiện tại bây giờ mình không tin được là nó đã xảy ra như vậy. Nhưng mà mình biết được á, là nó cũng là một cái kết quả của một cái nhân cộng với điều kiện thì nó mới ra như vậy. Và Cindy luôn tin vào phép nhiệm màu của lời cầu nguyện. Vì khi lúc đó mình không có cái
cái tâm ghen tuông, chỉ trích, hằng học nhau, mà cái mà mình có chỉ là cái năng lượng của sự là xin hãy giúp đỡ mình. Mình là cái người đang rất là hướng về cái niềm tin của mình. Niềm tin đó là nó vibrate ở cái năng lượng gần ở cái mức của tâm từ như vậy đó. Cho nên mình thấy là nó sẽ hút vào những cái sự kiện mà mình gọi là nó miracle trong cuộc đời của mình. Nhưng đó nó chỉ xảy ra trong vài cái hiện tượng, trong vài cái nốt nhỏ ở trong cuộc đời mình thôi. Nhưng cái phần lớn trong cuộc sống của mình, Cindy nghĩ là miracle là do cái nhìn của mình. Nếu mình thay đổi cái nhìn của mình á, và mình trân quý, appreciate á, thì mình sẽ thấy miracles everywhere, phép màu ở khắp cả mọi nơi. Đúng vậy. Và thưa quý vị, giống như những gì Cindy nói, và đây là những câu nói nổi tiếng của những nhân vật nổi tiếng người ngoại quốc mà An Miên cố gắng là dịch gọn nhẹ để cho quý vị hiểu, và quý vị sẽ nhìn thấy trên màn hình. Where there is great love, there are always miracles. Vâng, nơi đâu có thương yêu, nơi đó có phép màu. Và if you want to see a miracle, be the miracle. Thì anh nên tạm dịch là nếu muốn thấy phép màu, hãy là phép màu. Thì cái câu hãy là phép màu này là giống như nãy Cindy nói phải không? Tức là mình phải cố gắng hết sức mình để mình tạo ra phép màu. Yeah, mình có thể là phép màu cho chính bản thân mình, và mình cũng là phép màu cho nhiều người khác. Phép màu cho chính bản thân mình á, là giống như là magic, là mình cố gắng để mình cống hiến hết sức cho cái sự nghiệp, cho cái gia đình của mình, thì đó là mình tạo ra phép màu. Nhưng mình cũng có thể trở thành phép màu cho nhiều người khác. Mình cầm một miếng bánh và mình cho một người homeless, mình là phép màu của họ. Mình nâng đỡ một cái người nào đó qua khỏi cái cơn khốn khó, mình là phép màu của họ. Có phải trong cuộc đời á, là đâu có phải là mình cầu mong là những cái phép màu phải tới với mình, tại sao mình không trở thành một cái phép màu đó? Vâng, thưa quý vị, và giống như Cindy cũng đã nói là mỗi một ngày gọi là everyday holds a possibility of a miracle. Như Cindy nói, chúng ta đang sống trong cuộc sống hiện tại, đó đã là một phép màu. Chị An Mimi là sáng nay Cindy vào phòng của đứa con gái của mình á, tối qua cháu nó bệnh thì nó uống thuốc, cho nên khi Cindy mở cái cửa ra thì Cindy thấy là tới giờ đi học rồi, mà mở cửa ra thì nó vẫn nằm trên giường. Và nằm trên, khi mà thấy con mắt của nó mở ra đó, thì trong người của mình đó, nó lan tỏa một cái cảm giác là it's a miracle. Nó giống như là một cái gì đó nó màu nhiệm, nó đang đến với mình vì con mình mở mắt ra. Mình hãy tưởng tượng là một ngày nào đó nó không mở mắt nữa, thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra? Có phải là cái việc đơn giản nhất á, là mình thấy còn sống đây. Vâng, thưa quý vị, phải nói á, là ở những nơi mà chiến tranh hoặc là những nơi mà có những cái thiên tai thì chúng ta thường nghe thấy có phép màu. Chẳng hạn như cả một cơn trận bão cuốn có thể là chết hết cả làng, nhưng mà tự dưng một vài em bé nhỏ xíu lại sống sót sau cái đống sụp đổ của động đất chẳng hạn, chúng ta thấy rõ ràng. Và đặc biệt là những người vượt biên vượt biển, là người ta, rất là nhiều người đều nói là được phép màu. Thành ra đó, chúng ta mà ở một đời sống bình thường như thế này ấy, chúng ta có thể cho rằng cuộc sống chúng ta là phép màu. Nhưng khi chúng ta lâm nguy mà chúng ta thấy rõ ràng là, nhất là chiến tranh như vừa rồi trong trận chiến, hoặc là những người bị bắt làm con tin là gần nhất về Hamas và Israel, thì thấy rõ ràng có những người chết một cách rất là đau khổ, rồi pháo kích vô bệnh viện cũng chết, quá trời là chết. Nhưng mà những con tin được thả về, thật ra đối với gia đình họ đó là phép màu. Tại vì không ai có thể mong nghĩ rằng bên gọi là khủng bố thả thân nhân của mình ra. Dạ vâng. Cindy thì nghiêng về cái phần nhân và quả. Ví dụ như mình không có tạo cái nhân đó, thì cho dù cái điều kiện nó giống nhau đi nữa đó, thì cái quả mọi người mọi khác. Cho dù là trong cái chiến tranh thì không phải ai cũng chết, đúng không? Khi mà mình bị rớt máy bay cũng có người sẽ sống, nhưng mà vì sao khi mà mình rớt máy bay thì tất cả mọi người đều chết? Vì nó cộng nghiệp trong đó, tất cả mọi người đều gieo những cái nhân đó, cộng đủ điều kiện thì nó ra cái quả giống nhau. Mình nói ở đây là có những cái nhân cộng điều kiện nó ra quả giống như vậy, là vì nó có một cái sự trợ lực. Là khi mà mình yếu, đúng không, là mình tuyệt vọng, mình không có niềm tin, mình không có sức để vượt qua cái chuyện đó, thì cái mà mình làm là cầu nguyện. Cầu nguyện là cái hình thức là trợ lực,
hãy trợ giúp cho mình, vì mình tin tưởng vào một cái đấng nào đó, mình gọi là một cái đối tượng nào đó, nhưng thật ra nó là một cái wavelength, một cái tần số mà mình như vay mượn vậy đó. Đúng rồi. Là mình đang rất là yếu thì hãy cho mình mượn đỡ cái năng lượng này để mà mình vượt qua cái đó. Nhưng nó cũng đòi hỏi mình á là phải đi vào cái tình trạng, cái giai đoạn là mình gửi thông tin ra thì mình mới nhận được. Ví dụ như mà mình đang rất là khó khăn, mình tuyệt vọng, nhưng mà mình nghĩ tới là nhậu nhẹt này, hút thuốc phiện này, thì mình đâu có gửi cái năng lượng, gửi tín hiệu gì ra, thì làm sao mà mình nhận được cái sự trợ lực đó. Có nhiều cái giai đoạn trong cuộc đời của chính mình, chính Cindy đã ngoạn mục vượt qua một cái hố rất là sâu mà mình chỉ có thể nói là it's a miracle I made it. Đúng vậy thôi quý vị. Tất cả chung quanh ta, chuyện gì xảy ra đều là những phép màu. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.